Hello mọi người nha, thì có khá là nhiều bạn đã tham gia cái chương trình là quỹ nhà sáng tạo ở trên TikTok, đó là kiếm tiền từ lượt xem video. Nhưng bên cạnh đó thì có khá là nhiều bạn vẫn đang tìm hiểu và chưa tham gia. Và trong video ngày hôm nay mình chia sẻ cho những cái bạn chưa biết là 1 triệu lượt xem ở trên TikTok các bạn có thể kiếm được bao nhiêu tiền. Đấy, mình sẽ chia sẻ cho các bạn. Rồi thì đối với những bạn lần đầu tiên đến với kênh TikTok của mình thì mình xin nhắc lại đối với các bạn là TikTok có thể là kiếm tiền được bằng cái cách là các bạn đăng video, các bạn kiếm tiền từ cái lượt xem video của các bạn. Thế thì điều kiện để có thể kiếm tiền ở trên TikTok là như thế nào? Khi cái link TikTok của các bạn mà lập ở bên Việt Nam, đấy, các bạn lập bên Việt Nam thì các bạn kiểm tra cho mình nó ba cái dấu gạch ngang này. Các bạn vào cái phần cài đặt quyền riêng tư. Đấy, sau đó các bạn vào cái mục số dư này. Đấy, đối với link lập bên Việt Nam nhé, các bạn vào cái phần số dư. Các bạn kiểm tra cho mình nếu như mà nó có cái chữ là income cộng như này thì có nghĩa là link TikTok Việt Nam của các bạn có thể bật kiếm tiền được. Còn đối với những link TikTok Việt Nam lập bên Việt Nam ấy mà nó không có cái mục income cộng như này, các bạn cứ bảo là có cái phần giao dịch không phải đâu. Nó phải có phần income cộng này nhá. Nếu như link TikTok Việt Nam các bạn không có cái income cộng này thì các bạn phải lập một cái tài khoản TikTok Mỹ để các bạn có thể bật kiếm tiền được. Đấy, link TikTok Mỹ đủ 10k follow, đủ 10k follow thì các bạn bật kiếm tiền được. Và khi các bạn lập xong một cái link TikTok Mỹ thì các bạn lưu ý cho mình là các bạn phải follow một vài người thử xem có follow được hay không. Nếu các bạn vẫn follow người khác bình thường thì link của các bạn ok. Và để kiểm tra xem cái link TikTok của các bạn có đúng là link TikTok Mỹ không thì các bạn vào ba cái dấu kiểm tra cho mình, và ba cái dấu gạch ngang ở bên trên các bạn click vào. Sau đó các bạn sẽ vào cho mình cái phần là công cụ dành cho tác giả. Đấy, các bạn click cho mình vào đấy. Thì ở đây các bạn kiểm tra cho mình cái phần dưới nó có cái chữ là Creatorlink. Đấy, khi các bạn mới lập link xong các bạn kiểm tra cho mình đúng cái chữ Creatorlink như này thì có nghĩa link của các bạn chính là cái link TikTok Mỹ. Đấy, khi các bạn lập một cái link TikTok Mỹ thì các bạn chơi đủ 10k follow, 100k lượt xem video trong vòng 30 ngày gần nhất. Lượt xem thì nó tính theo 30 ngày gần nhất, còn 10k follow thì các bạn 1 năm các bạn đủ vẫn được. Đấy, thì các bạn sẽ đủ điều kiện để bật kiếm tiền. Thì cái Creatorlink này nó chỉ có 1.000 follow là nó bấm đăng ký được thôi. Cái Creatorlink này nó chỉ là cái bước 1 thôi, bước khởi động để các bạn bật kiếm tiền nhé. Một số bạn cứ bảo là 1.000 follow là bật kiếm tiền được à hả anh? Không phải đâu. Các bạn bấm đăng ký Creatorlink thành công xong thì đến cái bước là quỹ tác giả. Đấy, bước này là phải có 10.000 lượt follow, 100.000 lượt xem thì các bạn mới bấm đăng ký được. Và khi các bạn được tham gia cái quỹ tác giả này thì các bạn có nghĩa là các bạn được phép là kiếm tiền từ lượt xem video. Rồi ok, đó là điều kiện mình nhắc lại cho những bạn chưa biết. Rồi ok, bây giờ mình sẽ phân tích cho các bạn ở cái phần quỹ tác giả này. Ở đây là một cái kênh TikTok của mình. Mình sẽ phân tích cho các bạn là nó 1 triệu lượt xem kiếm được bao nhiêu. Và cái kênh TikTok này của mình mới bật được có mấy ngày. Mùng 5, mùng 6, mùng 7, mùng 8, mùng 9, được 5 hôm. 5 ngày kênh TikTok này của mình là... Mình xin phép mình share cái kênh TikTok đi, các bạn thông cảm cho mình. Mình 5 ngày kiếm được, mình cứ tính là 180 đô đi, 180 đô từ ngày mùng 5 đến ngày mùng 9. Và sau đây mình sẽ phân tích cho các bạn từ ngày mùng 5 đến mùng 9 cái kênh TikTok của mình kiếm được bao nhiêu lượt xem mà nó tổng cho mình được từng này số dư các bạn nhé. Đấy, đây là thực tế kênh TikTok của mình. Bây giờ mình sẽ quay lại, các bạn sẽ vào cái phần phân tích. Đấy, mình kiểm tra từ ngày mùng 5 đến ngày mùng 9 xem là cái kênh của mình nó kiếm được bao nhiêu lượt xem mà nó tổng cho mình từng cái tiền thì nó sẽ tính ra cái số tiền. Rồi ok, đây 7 ngày qua lượt xem video là 25,6 triệu lượt xem. Bây giờ mình sẽ click vào cái chỗ 7 ngày qua này. Đấy, và mình sẽ vào cái chỗ tùy chỉnh này. Mình sẽ chỉnh cái thời gian từ ngày mùng 5, chọn cái mốc thời gian từ ngày mùng 5 đến ngày mùng 9. Đấy, mùng 5 tháng 3 đến mùng 9 tháng 3 là 5 ngày. Mình sẽ nhấn cập nhật. Ok, và nó sẽ hiện ra như này cho các bạn xem. Lượt xem video đó chính là 10,2 triệu lượt xem. Mình cứ tính là tròn là 12 triệu, à 10 triệu đi, 10,2 triệu, tính là 10 triệu lượt xem video trong trong vòng 5 ngày, từ ngày mùng 5 đến ngày mùng 9 là có 10 triệu lượt xem. Và 10 triệu lượt xem kiếm được 180 đô đi, mình tính 180 đô, 10 triệu lượt xem 180 đô thì 1 triệu lượt xem sẽ là 18 đô các bạn nhé. Đấy, nó sẽ tính dao động, bởi vì cái con số này nó sẽ không thể nào mà nó đúng được. Vì sao?
mình nói các bạn như vậy, vì có thể là cái video các bạn đăng lên, có thể là một bạn này đăng video ngắn, bạn kia đăng video dài. Đấy, 1 triệu lượt xem của cái video 7 giây và cái 1 triệu lượt xem của video 1 phút thì nó sẽ tính theo cái mức tiền nó khác nhau. Đấy, các bạn lưu ý cho mình như vậy. Đấy, thì ok, đối với những bạn là muốn bật kiếm tiền ở trên TikTok thì các bạn cứ xem những video hướng dẫn của mình là cách lập một cái tài khoản TikTok Mỹ, các bạn cài đổ 10k follow thì các bạn bật kiếm tiền. Video hướng dẫn bật kiếm tiền mình chia sẻ rất là rõ cho các bạn rồi, các bạn cứ, mình để được link bên dưới các bạn xem. Và đối với những bạn nào cần liên hệ bật kiếm tiền kênh TikTok Mỹ hoặc là TikTok Việt Nam đủ điều kiện qua phần Incom thì các bạn liên hệ với mình. Và hiện tại mình đang sở hữu nuôi 10 lít TikTok cơ, rất thì là bận, cho nên là các bạn thấy cái thời gian này mình rất ít ra cái video ở trên YouTube, các bạn thông cảm cho mình. Các bạn nào cần liên hệ bật kiếm tiền thì các bạn cứ inbox cho mình. Và mình khuyên các bạn là lên chơi nhiều lít, chứ một lít thì không ăn thua đâu. Một lít các bạn có thể kiếm 100-200 đô một tháng, nhưng các bạn chơi khoảng 10 lít thì các bạn có thể kiếm được nhiều cái mức thu nhập lên. Ok, chúc bạn thành công. Mình xin chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo của mình. Xin chào.